cũng như cái câu thầy dạy, cứu cho kẻ đói mới nhầm. Rồi cô thấy bây giờ hiện giờ nó đang đói. Dạ. Mình người ta mình còn biết kiếm ăn được. Dạ. Còn nó chỉ vô đây nó nương vào đây để mà sự bảo vệ của anh Sáu. Dạ. Rồi nó ở trong này á, nó nhìn đói nó cũng chẳng hả. Nó không dám ra ngoài. Nếu mà nó ra ngoài thì nó chết. Dạ. Nó sẽ chết mà vô ở. Ở đây nó sẽ được chú Sáu bảo vệ. Dạ. Con nghe nói cô kia nói là có một con cá sấu nữa rất là đẹp. Mà lâu lâu nó nổi một lần. Wow, con nói cá loại cá sấu gì chú ha? Cá sấu hoa cà. À, cá sấu hoa cà. Cá đó chắc là chị ăn cá nuôi á, ta nuôi rồi nó đi nó xuất tượng đi. Dạ. Điều rất là đặc biệt của chú anh chị. Mà không phải nơi nào cũng có. Việt Nam mình có nơi nào mà thứ hai như thế này không chú? Không có. Xin chào chú Út, chào tất cả quý khán giả ha. Lúc này mình đang có mặt tại chợ mới An Giang. Chú Út cho con biết là cái cơ duyên nào mà chú Út có được cái sở hữu được của đàn cá thiên nhiên như thế này chú? Rất cái là đẹp. Là mình nói là cũng mình có duyên với nó, cái như hồi đó mình thả cá lắm. Rồi cái thấy ta bắt nó đi. Dạ. Rồi mình có miếng đất nè. Nói ông ba ơi, bà cậu ơi. Với thầy với quên đảng đời thần ơi. Ông lừa cá thì con nuôi cho để ngoài sông bắt hết. Dạ. Thì nửa tháng sau cá nó về. Tự động về luôn chú. Về cá he với cá chim. Dạ. Thôi. Về cá mình không có vui. Về cá trà thì cá dưa cá trà nó thấy vui. Dạ. Thì nửa tháng sau nó về nữa. Tại về cá trà về dữ lắm. Trên trăm tấn. Trời ơi. Dạ. Giờ nó có đàn cá 100 mấy con ở đâu bên Lào bên Miên gì về. Con 10 mấy ký không á. Trời ơi. Trắng đẹp lắm. Nhưng mà cá nó loại là cá gì chú? Cá chép giòn. Cá chép giòn. Cá này mới có. Là nó mới về đây khoảng bao lâu chú? Khoảng nửa tháng. Nửa tháng nay. Wow. Hơn nữa có 20 bữa. Chút xíu nữa mình mới cho ăn ha. Đúng rồi. Dạ. Mình đang đứng ở một cái đầu sông Dàm Nao luôn. Ở đây là xã Kiến An phải không chú? Cái nơi mà thật sự cá nó quy tụ về đây là rất là nhiều, không biết là số lượng bao nhiêu tấn luôn. Nhưng mà chú Út cho con biết là mình là một cái trang trại thiên nhiên như thế này nè, là cá nó quy tụ về đây là khoảng bao nhiêu năm rồi chú? 3 năm mấy. À. 3 năm mấy trở lại đây. Wow. Cá chài đó là bây giờ diệt chủng luôn mà về đây như vậy. Cá chài là cá đỏ đỏ, đuôi đỏ. Đó, mặt đỏ luôn. Dạ. Cá này khoảng trăm mấy con trong mấy. Chút xíu nữa mình xuống dưới mình quay cận cảnh được không chú? Được. Dạ. Tức là con nghe nói là người ta đến đây người ta có người mà mua thức ăn, có người hỗ trợ những cái rau củ quả dụng dụng đó để cho cá ăn đó. Nhưng không có thì mình sẽ hỗ trợ một ít tiền ví dụ gì. Ngày ăn trên 20 tấn. Trời ơi, ngày ăn trên 20 tấn. Rồi ngày nào mình cũng phải đi thu gom những cái thức ăn đó. Vậy là mình có một cái đội ngũ hay chú, một cái nhóm. Mình có mấy anh đạo rồi chứ. À. Cái bài cá này là chứa rất là mạnh. Ôi ôi. Dữ ra cái dữ chứng nó đẹp lắm. Dạ. Anh cho mấy con. Vậy là cái phạm vi của mình nó từ đâu tới đâu chú? Từ trước này. Dạ. Từ cái chòi cho lại tới đây. Vậy đấy là mình phải canh giữ suốt luôn hay sao chú? 24/24. Chứ để người ta vô người ta bắt ha. Bây giờ có công an tỉnh nó về tiếp rồi. À. Tức là được bảo vệ, được bảo tồn. Quá độc lạ luôn. Chút xíu nữa cô chú anh chị em mình sẽ được xuống dưới rồi trực tiếp cho cá ăn, rồi cô chú anh chị em mình sẽ cận cảnh cũng như là tận mắt để thấy những cái con cá mà một nắm là hết nước luôn, là hết nước. Vậy hả? Có cái loại cá rất là quý hiếm luôn chú, con thấy kìa. Cái chào như cái đó là không có. Ở Việt Nam mình không có mà nó bên ở sông Mekong về. Số lượng nó về là khoảng bao nhiêu tấn chú? Trăm mấy chục con. Chú đi theo đàn về đây luôn hả? Wow, chú Út hiểu hết từng cái tính năng, từng những cái đặc thù của con cá luôn cô chú anh chị. Rồi biết số lượng là bao nhiêu luôn. Quá trời độc đáo luôn. Ok. Ghiền thiệt. Khoảng 7-8 ngày nó dạng cho nặng nhát. Nó nổi lên. Dạ. Cái lối giờ nào, giấc nào là nó nổi nhiều nhất chú? Chiều. Nhưng mà dạy cho ăn hoài nó nổi ăn. À dạ, cứ cho ăn là nổi hoài ha. Có thời gian mà cá nó ở đây đó chú, thì người ta đến đây người ta săn bắt, người ta lùng, người ta tìm nhiều không? Nhưng mà mình phải có cái sự quyết tâm để mà bảo vệ đó. Chú mới ở đây qua tỉnh,
cháu là đại tá quan tỉnh, là đứa em là chiếc giữ tỉnh. Nhờ can thiệp tiếp như bảo vệ tiếp. Dạ. Người ta bắt bằng cách nào chú? Xe cá. Trời. Wow. Châu. Cũng có vô châu không hay là chỉ ở ngoài thôi? Ở ngoài. Ở ngoài thôi nó cũng dính ảnh hưởng chứ, vụ cá ra mà. Không, anh đến vô. Dạ. Ngoài cái chuyện mà cá tự động nó về á, thì nó còn những hiện tượng gì mà lạ lạ nữa không chú? Có thấy là cá là hầu như nó biết nghe kinh đó. Nghe kinh. Nghe luôn á. Nó rất là thân thiện với con người mình. Đó, nó câu đó. Nó kéo thằng về đây luôn, về sau đó đó. Một lưỡi dính vô cái miệng nó, dính thằng câu, một lưỡi đứt vô cái miệng. Đang đi chú gỡ. À, ủa là mình bảo vệ bên đây bên kia mà mình không có bảo vệ sao? Bên kia đất của người ta đâu nó. Trời. Như là bên đó người ta có đến người ta câu hàng ngày không chú? Đó nó câu hoài. Nhưng mà ở đây mình thấy mình nói không được. Đất của người ta. Đất của chú Sáu là từ đâu tới đâu? Từ cây chuối á. Từ cây chuối đằng kia. Vòng qua tới đây, tới bụi chuối này. Ngoài bụi chuối này, hai đầu người ta muốn làm người ta làm. Trời ơi, phải được bảo vệ hết luôn, em quá chú ha. Đâu nó được. Chú có đợi đoán là được bao nhiêu số lượng tấn cá không? Ở đây không? Trên 100 tấn. Trong đó có gồm có bao nhiêu loài cá chú? 30 loài. Wow. Con nghe nói cô kia nói là có một con cá sấu nữa rất là đẹp. Mà lâu lâu nó nổi một lần. Wow, con nói cá loại cá sấu gì chú ha? Cá sấu hoa cà. À, cá sấu hoa cà. Cá đó chắc là chị ăn cá nuôi á, nuôi rồi nó đi xuất tượng đi. Dạ. Yeah. Lấy vợ bắt nó lặn tiêu rồi. Dạ. Yeah. Chú Sáu năm nay bao nhiêu tuổi rồi chú Sáu ha? 33 tuổi. Dạ. À, cô chú anh chị mình cũng xem cái clip này cũng cầu chúc cho chú Sáu có sức khỏe thật là nhiều. Rồi với các cô các chú ở đây để chăm sóc cho cái đàn cá thân yêu mình ở đây được lâu dài hơn, bảo tồn ha. Để cho mọi người có một cái để mà đến đây chiêm ngưỡng, tham quan. Cũng như là cho cá nó ăn, rồi những cái kinh kệ này kia được nghe hàng ngày. Một điều thật sự rất là thú vị cô chú anh chị. Cái rồi chăm nghe chứ không có... không có phải cá nuôi đâu, cá thiên nhiên hết. Cá thiên nhiên. 100%. Dạ. Bên Thái Ban luyện quá nó tôi giết hình. À, hôm nay con đến đây con trực tiếp con mới tìm hiểu được là cá này mình không bao giờ nuôi được. Tại vì cái này nó quan giả mà. Dạ. Nó thiên nhiên làm sao mình nuôi được. À, cá thiên nhiên cá nuôi có một loại thôi. Dạ. Đâu đa dạng gì được. À, con thấy hầu như là có một loại cá gì đó rất là đẹp mà hầu như là Việt Nam mình rất là hiếm loại cá đó. Không có luôn. Cá đó tên gì chú? Dài giòn. Cá chép giòn. Wow. Vậy trắng. Cá đó hầu như nó muốn được muốn bị diệt chủng muốn hết luôn rồi. Nó cũng như cá hồi vậy, nó ở trên vùng cao vùng biên giới vùng miền bên bờ vậy đó. Nó yeah. Đẻ cho nó cảm gì đây. Số lượng rất là hiếm ha. Ừ. Như vậy bao lâu mình nó cho ăn một lần nữa chú? Cho ăn. Cảm thấy nó đói thì mình cho ăn. Nhưng mà thường một ngày dân 3 lần. Sáng trưa chiều. Dạ. Còn bà con lại coi đó cho ăn. Dạ. Ăn cho lên rồi không coi. À, cô chú anh chị em nào nếu mà đến đây để mà tham quan cũng như là tìm hiểu về một loài cá thiên nhiên này. À, chú Sáu với các cô ở đây đang phụ trách cái đàn cá thiên nhiên này. Mình đến đây mình tham quan chơi thì mình cũng khuyến cáo mọi người ha. À, cho cá ăn này cũng như là mình ủng hộ giúp cô chú ở đây một chút ít gì đó để mua những cái thức ăn cho cá nó được... ăn có thức ăn hàng ngày hoài nó được sinh tồn nhiều hơn rồi nó được sinh sôi nảy nở nhiều hơn ở tại cái bến này. À, chắc mong mọi người cũng hạn chế mình câu bắt đánh xiệt này kia để cho cái đàn cá này nó được thiên nhiên và nó được sinh sôi nảy nở thêm nhiều hơn nữa. Điều rất là đặc biệt cô chú anh chị mà không phải nơi nào cũng có. Việt Nam mình có nơi nào mà thứ hai như thế này không chú? Không có. Quá trời luôn cô chú anh chị. Chú Út nói là chút xíu nữa tới giờ cho ăn đó, dục đồ ăn xuống đó thì toàn bộ là thấy cá không chứ không thấy nước nữa. Mà có rất là nhiều những cái loại cá mà từ sông Mekong xuống. Dạ. Ở Việt Nam không có loại cá này luôn. Có nhiều loại cá mà ở Việt Nam không có luôn. Ôi ôi. Dạ. Bỏ đi luôn nữa chị. Ôi. Hết sức rồi. Dạ. Trời ơi. Bè cũng không có cửa luôn á. Quá trời đẹp. Thế nữa mình có đi xuống đó được không chú?
Bây giờ xin mời quý khán giả cùng theo chân của mình. Mới chào mấy cô. Cô đang ăn sáng. Ăn sáng xong rồi mới cho cá ăn. Ăn sáng xong mình lo ăn xong rồi mới cho cá ăn. Dạ. Rồi chút xíu nữa mấy cô sẽ trực tiếp cho cá ăn. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới coi trước. Chào chú. Mình sẽ lia một vòng cho quý khán giả xem về thức ăn của mấy chú cá. Rồi mấy cái này là thức ăn hả sao chú? Thức ăn cơm. Cơm hả? Cơm á, cơm bánh rồi nó tràn á. À. Cái này là người ta tài trợ hay là mình mua chú? Mua thì dự trữ cho nó ăn. Mình mua. Cũng có là trợ nhưng mà cái này là mình mua. Còn này lúc nào cũng phải có ở đây hết. Đúng rồi. Wow. Để cho bà con đi lại tham quan. Dạ. Rồi, hồi hộp quá bây giờ mình sẽ ra ngoài cái mé nước nè để xem trực tiếp cá luôn. Wow. Quá thú vị luôn. Cô ơi, cô đang cho cá ăn hả cô? Dạ, cho cá ăn. À, tức là cơm bánh vụn á hả? Cơm bánh vụn, bánh mì đủ hết. Dạ. Mỗi ngày mình cho ăn vậy là bao nhiêu lần cô ha? À, cái này là do chú Sáu kìa, còn cái này như chị em đi lâu lâu mới qua cho ăn lần, khoảng tháng vậy đó mới qua cho ăn. Tức là cô là bên Phật tử, lâu lâu mới có dịp mình qua đây chơi. Lâu lâu vậy đó mới qua cho ăn. Một ngày mình cho ăn khoảng bao nhiêu lần chú Sáu? Chưa. Cái chế độ nó là 3 lần nhưng mà nhiều khi bà con lại coi đó không có tức lần. Wow, đắt lên bình thường mà. Có con cái đó được không chú? Được bình thường. Con sợ té. Con cô chú anh chị. Ai nói vậy thấy không sao chứ. Đó, thưa quý anh chị em thấy không? Mình đang có mặt tại chợ mới An Giang. Cái nơi mà cá nó tập trung về đây á rất là nhiều luôn. Chú Út là một cái người thật sự rất là có duyên với những chú cá này. Trên 100 tấn. Rồi nuôi nói cho mình không rành nữa. Trên 100 tấn nuôi tấn là 100 tấn, mà này ăn 2 mấy tấn. 20 tấn mấy tấn cá còn. Rồi mấy cái thức ăn á, rau cải á. Út có thể chia sẻ cho con biết. Wow, đụng được nó luôn nè. Vừa bắt út luôn. Con bắt được luôn hả cô? Bắt út nuôi được cái bầy cá mà nổi tiếng trên này. Ôi, nó dạng. Có thể chia sẻ. Quá thú vị luôn. Là nhân viên mình thương nó rồi nó tự về. À, Nguyễn ông ba ở đây nè. Ở đây với cậu, với thầy, với quên ở đây. Thôi thôi. Con thấy mà không quá trời luôn rồi chú chị. Nuôi cho. Tự nhiên là nửa tháng sau về. Không tưởng tượng được. Mình ở đây là bao nhiêu giống cá hả bố nè? Ba mấy rồi. Quá trời luôn. À, nhiều nhất là cái cha. Cái cha là cái he. Cái Vinh. Cá lóc, cá rô, cá chê đủ hết á. Trên 100 tấn cá của chú anh chị. Khủng khiếp luôn. Đủ các loại cá luôn. Bên từ sông Mekong tới giờ. Cái gì nào mà không có. Bây giờ chú cụ đi xuống đó nè, chút xíu con cá nó đĩa lòng dưới luôn. Mà nghe nói là có nhiều một loại giống cá mà ở Việt Nam mình hiện tại bây giờ rất là khan hiếm. Cái chết giòn. Trong cỏ nó đen còn nó trắng. Bình thường mà có gì đâu. Ở ngoài đó có một cái chiếc thuyền mà trong đó có những cái máy tụng kinh luôn cô chú chị. Rất là hay. Cho cá nó nghe. Đúng rồi, nghe hết. Còn đó là cái vào dưới đây. Không có rào gì hết. Cái đó bảo vệ cho ai vô đây. Wow. Đúng rồi, vô bình thường. Cũng như này là độc lạ. Độc lạ nhất miền Tây luôn cô chú anh chị ơi. Đúng rồi. Hết sức rồi. Không tưởng tượng được. Không tưởng tượng được. Giăng camera ướt hết luôn rồi.
Đúng là lần đầu tiên luôn, trong cuộc đời mới thấy luôn. Cha ơi, đa phần là cá cha, cá dồ. Uống nè, đưa nó. Cảm ơn chú. Trời ơi, có nước luôn hả? Quá yên. Cảm ơn chú. Thôi chứ gì ông đạo qua cho ăn. Ôi ơi. Có con nào lên mấy ký luôn không cô? Hết thức luôn rồi kìa. Cũng biết. Dạ. Ướt mình hết rồi. Hết sức đàn cá nó gặp mình đến nó mừng cô chú chị ơi, nó ăn. Cô chú anh chị em nào có dịp đến với chợ mới An Giang, xã Kiến An, đầu cù lao của sông Dầm Nao, cô chú anh chị em mình quẹo đến đây một lần để xem một cái chỗ mà cá nó tập trung vào đây nè. Cái người sở hữu một cái đàn cá này á là chú Út. Chú Út có những người mới chợ rồi sẽ được trực tiếp cho cá ăn, rồi sẽ được trực tiếp ngắm những cái đàn cá mà độc lạ nhất ở miền Tây. Cái này là mình xuống dưới á là không có nước luôn á, cá nó cởi mà rồi. Tôi đang cởi quậy ướt mình nãy mình chơi này. Không tưởng tượng được. Mình thương nó lắm, thương mình, cho nó dễ đâu. Đầu tiên đó mình giấy là cá. Mấy cái con cá mà cái đuôi đỏ đỏ là con cá he. Cái số lượng cá đó hiện bây giờ rất là khan hiếm của chú anh chị. Cá he nó tương đương có bằng cá cha đó. Nhiều lắm, đó nó ngoài đó lự chứ. Đó. Đó. Do nó nhỏ, nó nước không kiểm mẹ Vinh đến vô mấy con mình. Mẹ Vinh cá cha. Ôi con mẹ Vinh quá bự luôn. Trời ơi, quá trời thấy ham luôn rồi. Thấy thương thiệt. Trời ơi, cái cá này nổi tiếng lắm. Cốm nha cô chú anh chị, cốm. Cốm mình ăn được luôn á cô ha. Cá này với nổi tiếng trên mạng xã hội mà. Chú này quen á, chưa coi chút quà tôi quan chút anh chị. Quỳnh Phú trên đò con. Quỳnh Phú hả? Quỳnh Phú trên đò. Tôi quà tôi nó không. Dạ chia sẻ cho con cháu bà con quen biết nha, ủng hộ với anh em dưới đây nhiều. Dạ. Không có ghé hoài đó. Vậy là bữa nay con có duyên cô ha. Có duyên, có duyên với mấy em cá này. Có duyên với mấy em cá này rồi. Ôi. Ôi ăn luôn nè. Ôi. Này. Ướt hết cái máy luôn. Dạ. Lên giới thằng nội á. Rồi để con lên đây cái con sợ quá. Sợ chật. Rồi. Con gửi đi nó quét đây đi. Có con qua cái coi. Cô bảy ơi, con gửi cái này con. Tại con nghe lời Đức Thầy dạy, cũng như cái câu Thầy dạy cứu cho kẻ đói mới nhầm. Rồi cô thấy bây giờ hiện giờ nó đang đói. Dạ. Mình người ta mình còn biết kiếm ăn được. Dạ. Còn nó chỉ vô đây nó nương vào đây để mà sự bảo vệ của anh Sáu. Dạ. Rồi nó ở trong này á, nó nhìn đói nó cũng văn hạ. Nó không dám ra ngoài. Nếu mà nó ra ngoài thì nó chết. Dạ. Nó sẽ chết mà vô ở
Ở đây nó sẽ được chú Sáu bảo vệ. À, nó ảnh bao vọng hết trơn luôn mà, ban đêm còn mướn người ta giữ nữa mà. Cái khu này được được quản lý luôn. Dạ, nó vòng lên nè, vòng đây trơn luôn, nó dài tới dưới kia luôn. Dạ. Rồi bởi vì thương nó dữ lắm. Nè, thương cái nước bà nè, thấy không? Em gả cho ăn đi đó, con này hả họng, con kia hả họng, thấy không? Thấy đó, 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 đó. Cho con làm nè, nè, làm thử đi, cho ăn đi. Nó gần thấy nó hả họng nè, nó kê kê mở ra nè. Nó thấy không? Nó kê 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 mở ra nè, thấy cưng không? Bánh này rất là ngon. Ừ, cái này là cơm cơm dụng đó, như nguội rồi ấy đó. Rồi người ta trả, nó thấy không? Nó hấp 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 nè, thấy không? Nó con này kê đầu con kia. Cô bảy cho ăn, cô bảy nghiền cái đó đó. Nè, vui đi. Nhìn vui con ha. À, thương quá. Thương lắm. Cô bảy mằn mót nhiêu là cô bảy nhịn ăn. Dạ. À, ăn nhím nhím để mà mỗi tháng gì đó đi qua cho nó ăn. Tới ngày vía là phải giá nào? Một tháng cô bảy đi qua bao nhiêu lần cô bảy? Nhiều khi hai lần. Hai lần. Nhiều khi một lần, nhiều khi hai lần, nhiều khi ba lần. Dạ dạ dạ. Mà cô bảy nhờ cho cá ăn cô bảy mới khỏe đó. Dạ vậy ha. À chứ không thôi cô bảy ra mấy lần tưởng thôi chết á. Dạ. Mà cô bảy nguyện, nguyện cũng như làm cho cô bảy hết đa, cô bảy mua bán được á. Dạ. Năm nay ấy tới nữa, năm nay là qua Tết này cũng định đi ba lần nữa này à. Dạ. Máy điện thì lấy ra nghe. Cô bảy cho mỗi lần cho cá ăn là về là khỏe khỏe, chứ cô bảy ra nhiều dữ lắm, mà nhờ cho cá ăn á. Tại vì mình cho nó ăn á là mình trả nghiệp, trước là mình trả nghiệp cho nó. Có được cái này con thấy rất là hay luôn đó cô. Dạ, rồi sau mình gieo duyên với nó. Rồi điều thứ ba nữa là mình nguyện công đức cho cá ăn này nó hồi hướng cứu độ chúng sanh. Dạ. Nên là cái đề tài cho cá ăn của bảy á là nó rộng lắm, nó bao trùm lắm. Dạ. Rồi nên cô bảy yêu cái nghề này lắm. Còn nói ra bằng từ thiện á thì cô bảy ít làm đó, biết sao không? Tại vì cô bảy nghe lời thầy dạy, muốn làm giàu đừng cho thiếu nợ. Hiện nay mình đang thiếu nợ mạng của chúng sanh mà mình không lo trả nợ mạng cho nó, đặng đền ơn cho nó, để gì mà mình lo đi từ thiện thì mình được phước, nhưng mà mình sẽ mất cái nợ của nó, nó sẽ theo bên mình trực tiếp luôn. Đức Phật Thích Ca dạy mà. Hay quá. Cũng như là nghiệp mình nó theo mình như bóng với hình vậy đó. Bây giờ mình niệm Phật không có được với nó trong lúc lâm chung đâu. Dạ. Bây giờ á, Đức Thầy dạy á, muốn về cõi Phật thì phải lập thân cõi trần đó. Bởi vì mình muốn làm giàu đừng cho thiếu nợ, muốn về cõi Phật thì mình phải trả nợ nghiệp cho nó hết đi, mình về nó mới dễ dàng, nó không có đeo đến mình nữa. Bởi vì cô bảy phá cái đề tài cho cá ăn lắm. Quá trời luôn, con lần đầu tiên mới gặp. Đó, thấy cưng không? Ồ, con thấy cưng không? Khu ngoài đó hầu như là cá mè, cá he. Ô, đủ hết cá hết trơn. Ồ, cá he. Mô Phật. Mày Vinh, còn nữa không? Còn những cái con nữa đem xuống. Đồ đã nằm trong đây. Ê, ê. À, không có nhiêu đâu. À, cốm này nó rẻ. Cốm này là một lần này. Quá trời luôn, lần đầu tiên con mới thấy. Chút nữa giặt. Bánh đò thằng gia. Nữa hả cô bảy? Bao nữa? Còn hả? Nữa, còn nữa. Tại vì mỗi một lần là mấy chục bao lận. Dạ. Bởi vì đi hên á, gặp cô bảy cho ăn á là nó mới lên nhiều. Bữa nay chắc có duyên với cô bảy với mấy em cá. Dạ. Rồi mà con cho ăn ít ít đó ha, là nó lên nó xịu hà. Nhà cho ăn nhiều nó mới lên nhiều á. Thấy không? Mỗi lần đi cho ăn về là tôi khỏe lắm. Cũng như là về rồi bắt đầu á. Thấy như mình đang làm được cái điều gì đó tốt hả con ha? Đúng rồi, chính xác. Dạ. Cũng như các người thằng cá. Hả? Giống như mở lòng được cái gì đó. Dạ. Cũng như là vừa bớt nghiệp mà cũng như là cô bảy mua bán á. Dạ. Là như như thằng cũng gia hộ. Dạ. Mua mau bán đắt cũng được, chị em cũng thương. Hay quá. Hồi đó cô bảy đi cho cá ăn hen, mỗi một lần đi cho cá ăn là mượn tiền á,
Vậy hả? Tới nhà vía là phải đi mới được. Dạ. Mà cô Bảy mượn tiền. Mượn tiền của mà hai bên vậy đi cho cá ăn lặn mấy trăm ngàn vậy đó, chịu nữa. Rồi bắt đầu về mà ăn trả. Rồi từ hồi quyết tâm đi tới giờ phải không? Rồi đi về tới giờ là tiêu thằng gia hộ, thằng cá cũng độ. Dạ. Mua mà bán đất, bán được. Rồi giờ đi không có mượn tiền. Có tiền đi. Thấy có cái gì đó may mắn cho mình đó cô ha. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Ai mà muốn may mắn thì đi cho cá ăn đi. Cá không có giáp đâu, tôi nói thiệt. Hay quá. Ủa, có ai mà muốn may mắn thuận lợi thì cho cá ăn như dạ, thế này. Đúng rồi. Chị em nào á. Cá này Vinh. Nói ra. Mình bằng từ thiện là được phước đó em. Dạ. Chứ không được đâu mà nhưng là mình được hưởng phước. Nhưng cái nghiệp mình vẫn còn phải không? Dạ. Cũng như mình thiếu nợ người ta mình không trả mà mình đi cho người khác thì cái người mình thiếu nợ người ta cũng vẫn lại đòi mình phải không? Dạ. Ví dụ như vì thiếu nợ em mà vì không lo trả nợ cho em, dạ, vì đi cho người khác thì em phải lại đòi gì thôi phải không? Nó đúng là vậy đó. Bởi vì cô Bảy không có đi làm từ thiện được tại vì không có chi tiền mất mát là lo cho cá ăn. Thôi con thấy cái này còn hơn đi từ thiện đó cô ơi. Tại vì cái này là mình thấy là nó đang đói, nó đang cần phải không? Đúng rồi. Còn ví dụ như người ta từ thiện có những nơi người ta không cần nữa. Đúng rồi, chính xác. Cho không trúng chỗ. Chúng chính xác là gì? Dạ, dạ. Con cho gạo phải không? Là người ta chơi gạo ngon gạo dẻ nè. Còn cho rau cải đồ ăn phải không? Đồ ngon đồ dẻ nữa ta chê nó. Còn cái này con thấy con cá ha. Đồ thúi đồ hôi gì thảy xuống nó cũng vẫn ăn hết. Rất là vui mừng. Đặng cho nó nha. Con thấy không? Bởi cô Bảy nguyện là cô Bảy mà có tiền là cô Bảy cho mua đồ ngon cho nó ăn hà. Nó bây giờ nó đó. Ai cổng gãi cổng nữa đi. Đó thì gãi đi. Quá trời luôn. Cái điều mà vui sướng nhất của các cô ở đây á đúng là rồi, đúng rồi. Cho cá ăn. Đúng rồi. Đó, cô mà mặn nè. Ha, cô về cô mặn ha, cực lắm em ơi. Mua bán mệt lắm đau mà cũng không dám nghỉ ha. Mà nhưng mà hô tới nhà cho cá ăn là bằng mỗi giá. Các cô nói là đi làm từ thiện, cô không thích bằng đi cho cá ăn như thế này. Không, cô lúc trước cô cũng ham lắm mà nhưng tại vì cô nghĩ rằng là cô hiểu được đó. Dạ. Cô hiểu được là mình một là mình đang thiếu nợ mạng đó. Hai là hiện giờ nó đang đói, dạ, đang đói hơn người ta. Người ta còn biết đi kiếm ăn. Còn nó ở trong này á, nó chờ mình thảy xuống, nó hả miệng ăn. Cá này nó biết nghe kinh không cô? Đúng nghe. Con thấy cái máy tụng kinh ngoài đó kìa. Một chút nữa cô khai thị cho nó nè. Dạ, rồi. Nó miệng giá cho nó nè. Quá hay luôn. Dạ, tại vì... Con cá mày Vinh. Con cá mày Vinh. Mình cho nó ăn là... Cái này là một cái phương tiện. Dạ. Còn mình khai thị rồi mình nguyện giới á, là cái đó là cái nó là công đức luôn. Quá trời con cá này Vinh nó bự rồi. Ôi. Quá trời. Ôi quá. Vinh nó bự. Thôi gọi cho anh đi cái tôi lên rồi đó. Đây. Ôi, tắp cái tay mình luôn. Cái thương quá cô chú anh chị ơi. Tôi có lên mạng mà tới giờ tôi nguyện giá rồi. Bắt được tay yếu. A Di Đà Phật. Dạ lần đầu tiên luôn chú ơi. Sáu ơi con thấy lần đầu tiên tới đây là vui phải không? Cô Bảy đang chuẩn bị làm gì đây? Nguyện giá cho nó. Dạ hay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bữa nay là ngày mùng 8 tháng Chạp là ngày vía Đức Phật Thích Ca thành Phật kỷ niệm của ngài nên con là đệ tử Phật thành tâm biết ơn và tri ân ngài nên con nguyện anh chị em bạn đạo và bạn đời chung hùng có mặt gieo duyên các loài thi tộc trong ngày hôm nay, kẻ có công người có của, kẻ cho ăn người giữ cá, kẻ quay phim cũng đều được hưởng phước chung, đều cả cùng thiện cả tà quy chánh phát tâm bồ đề tu hành tinh tấn đến ngày viên mãn cũng được về cõi Tây phương. Và con thành tâm nguyện để công đức phước đức được có này hồi hướng về quả Phật,
hồi hướng về đạo Bồ Đề, hồi hướng về cho khắp tất cả pháp giới chúng sanh đều phát tâm đạo Bồ Đề, hướng về chánh đẳng chánh giác thượng phẩm thượng sanh, và con thành tâm nguyện đem công đức của khắp tất cả pháp giới chúng sanh được hưởng này, hồi hướng về quả Phật, hồi hướng về đạo Bồ Đề, hồi hướng về cho khắp tất cả pháp giới tận hư không đều phát tâm quốc vương thị thổ của quyền thất tổ Đức Phật tổ Đức Phật A Di Đà. Mình đang có mặt tại trong một cái căn bè, một cái bè mà được bảo vệ ở bên ngoài một cái khu mà cá nó tập trung vào đây nè cô chú anh chị. Ở đây thì có những cái máy tụng như thế này nè, đó cho cá nó nghe. Toàn bộ cái diện tích này rất là rộng lớn, thì chú Sáu là cái người mà bảo quản những con cá ở nơi đây. Rồi chiều dài của nó thì lên khoảng lúc trên kia, chiều xuống của nó con lúc dưới kia. Thì khu này là cái khu chính giữa để mà cá nó tập trung vào đây. Điều rất là kỳ lạ, cá ở đây không biết ở đâu là nó tập trung vào đây quá trời luôn cô chú anh chị. Cá thiên nhiên nha. Cá này là con cá nó từ sông Mekong nó về, đủ các loại cá luôn. Có con lên đến hàng chục ký của chú anh chị. Có con lên đến hàng chục ký mà có nhiều cái loại cá nó rất là khan hiếm bây giờ luôn. Nó được bảo tồn. Số lượng cá này nó rất là ít. Chẳng hạn như là con cá cá chép gì đó không biết. Rất là ngộ. Chú anh chị em thấy đó là cái căn bè, là cái nơi mà tập trung những cái thức ăn. Rồi các cô các chú đang tập trung cho cá này. Một lần cho ăn vậy là biết bao nhiêu những cái bao bánh cốm của chú anh chị. Cốm này nó còn ngon, còn ngọt hơn là những cái thức ăn mà cho cá ăn hàng ngày nữa. Kìa, chú đang gãy xuống kìa. Quá trời luôn. Cô Bảy đang cầm một cái micro để mà cô gọi là đọc những cái lời kinh gì đó cho cá nó nghe. Mỗi lần cô qua là cô làm cái điều đó, nhưng mà mình không biết gọi đúng là cái từ gì. Khai nhãn, khai quan gì cho cá nó không biết, nhưng mà mình làm khai khẩu gì cho cá đó mình không biết. Cá bè là cũng không bằng luôn nha cô chú anh chị. Thật sự không bằng luôn. Ở đây có rất là nhiều những cái loại cá chép, cá đuôi đỏ, cá chài, cá mè dinh. Còn những cái con cá mà nó nằm ở trong cái khu đông ở trong đó là đa phần là cá cha. Còn những con cá đây là cá măng đỏ, tại vì nó không xâm nhập vô mấy con cá kia ăn được, bị đâm hay sao đó. Cho nên là nó tập trung vô đây nhiều. Nó có cái chỗ để mà nó phân biệt loại cá. Cá lóc nó kìa cô chú chị. Con cá lóc nằm đây kìa. Cá lóc nằm đây nè. Đó. Ôi, lóc nổi nhóc luôn. Ôi, cái này mình thấy cá lóc nổi nhiều, tập mé kìa, lười chân luôn. Đầu sông Dầm Nao nghe cô chú anh chị. Sông Dầm Nao ở đây. Bến đò. Đò này hay còn gọi là đò Thuận Giang. Thuận Giang. Qua đò đó đi 7 cây số nữa đụng bến phà bến Bắc Năng Gù. Qua quốc lộ 91 về Châu Đốc hay là về Lâm Xuyên. Còn nếu không qua phà mình đi thẳng đường bên đây luôn. Lên xã Châu Giang, ý là lộn, xã Châu Phong. Xã Châu Phong của tỉnh An Giang luôn, nhưng mà nó là thuộc huyện Tân Châu. Còn cái chỗ mình đang đứng trên cái bè này, nó là thuộc huyện Chợ Mới, qua bên sông mới là huyện Phú Tân.
Mình đã xem qua rất là nhiều nhưng hôm nay lần đầu tiên mình được đến đây để trải nghiệm. Tự tay mình cho cá ăn, tự tay mình thò tay bắt con cá luôn. Và tự tay mình cảm nhận được những cái con cá nó thân thiện đến mức độ mà còn hơn là cá nuôi ở nhà của mình nữa cô chú anh chị. Cái gặp mình nó mừng gỡ rồi đó, thật sự nó rất là thú vị. Đi chạm đến những con cá này. Nó ăn xong rồi đó, ăn xong rồi giờ mấy ảnh mới đầu kiếm đường trốn, kiếm đường xuống sâu ở dưới. Quá trời cái này dinh luôn. Nghe nói khu vực này tính ra gần cả 100 tấn cá. Đúng hết. Lời quy này của thầy ta dạy, nay ta thành tâm truyền lại cho ngươi nghe không? Trước kính dân hương, trước cửa quyền, một giấc sắc tở, chứng lòng thiền, nay tỉnh hỏi quy, thật khí giấc tu hành, tạ phương thiên. Cúi đầu lại tạ cầu tâm, bao nhiêu người ứ thân mặt hàng, và chúc sức vợ chồng, cầu tâm tổ, quy tâm tâm tràng. Nguyện làm cái đẹp thật này, không nghe cho mẹ yên lại được lên. Quá trời luôn. Bánh mì để cũng ăn luôn hả cô? Chú ơi, chú bắt lên con cho con coi được không? Thầy các ngươi không biết nói nhưng lòng biết nghe, tâm biết tưởng, các ngươi cũng thêm ha. Dễ dàng quá cô chú anh chị. Đừng dậy không, chú cho con gà được không? Nẫn. Quá trời. Không biết không? Nẫn. Đừng dậy nha. Nghe không? Nghe không? Dậy. Rồi chú nghe không? Nói nghe đó. Biết không? Dậy được đứng liền đó. Dạ. Nè, con nó làm cái rận cái ướt mà đó nè. Làm cái rằng cái ướt mà đó nè. Anh bỏ cái thao xuống đi chú kia không còn dám bắt rồi. Nãy chúng mình đã đào quá. Đào chú cho con gửi cái này mua thức ăn cho cá ha, cho mấy em.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Của Thế Giới Ba Đập Dạ. Cảm ơn con ha. Ủa này con lương cho dạ, Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Nhất Phật Nhất Giảng Thế Giới Ở đây cô nói là có rất là nhiều loại, chẳng hạn như là cá, chơi cá lóc, rồi gùa, lươn, thậm chí có cá sấu luôn, rất là đẹp. Nhưng mà nó nổi một lần một, cá sấu nổi một lần một rồi, từ đó sau nó không nổi nữa, không biết nguyên nhân như thế nào. Trong Á này thì mình thấy cá chơi rất là nhiều, cô chú anh chị. Cá chơi nè, đó. Cá chơi là nó đang ăn cải rau nè. Ngọc cảm ơn cô chú anh chị em rất là nhiều ha, đã dành thời gian của mình để xem clip này. Cô chú anh chị em nào nếu mà thấy hữu ích thì cũng như là thú vị thì có thể là cho mình một like, rồi nhận xét cho mình một cái lời bình luận rất là tích cực ha. Rồi tiện tay bấm vào cái chuông để đăng ký kênh ủng hộ mình, để mình sẽ sưu tầm những cái nơi thú vị hơn để chia sẻ đến tất cả quý cô chú anh chị, quý khán giả. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn cô chú anh chị và bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.